Thưa quý vị, trước vụ hỏa hoạn thảm khốc quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, làm chết 32 người, 17 người bị thương, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình của nạn nhân tử vong 30 triệu đồng một nạn nhân nhằm chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Đêm 7 tháng 9, tại khu vực trước cổng bệnh viện đa khoa Thuận An, chật kín người. Bầu không khí ảm đạm, nhiều người thân trông ngóng chờ gọi tên nhận thi thể người thân. Gia đình ngoài đấy thì nói thật sự đến giờ này thì rất là bối rối rồi, ai cũng thế thôi, nhưng mà cũng chẳng biết nói gì được. Nói thật sự thì nhờ hết vào chính quyền địa phương thôi, chứ còn biết làm thế nào được. Là ba đi được 5 người, đi chung với 5 người bạn, một người đến sau là thấy cháy, bắt đầu cái gọi về cho mấy anh em, mới nói là anh Thắng ở chổng chết cháy rồi. Đang ngợp chổng thôi, mấy anh em qua đây đi, cái vậy là mất rồi. Còn chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung quê Sóc Trăng bần thần khi hay tin người bạn thân bị mất ở quán karaoke. Em nghe thì cũng hơi buồn, dạ, chờ đang kết quả rồi. Thì ba mẹ cũng đang dưới quê lên. Bầu không khí tang thương trước cổng bệnh viện khiến ai chứng kiến cũng chạnh lòng. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo thành phố Thuận An và lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân bị thương 5 triệu đồng. Đối với số nạn nhân tử thi, đối số mà nạn nhân chết thì thành phố cũng đã hỗ trợ cho mỗi trường hợp là 30 triệu đồng. Trước mắt là 30 triệu đồng cho 32 trường hợp. Ngoài ra thì thành phố cũng còn vận động các tổ chức cá nhân và mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho các gia đình nạn nhân. Thì hiện giám đốc công an tỉnh thì đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc công an tỉnh tiếp tục thực hiện cái công tác khám nghiệm tử thi, xác định danh tính các nạn nhân bị cháy ở trường nạn trong cái vụ cháy. Chiều ngày 8 tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các nạn nhân bị thương, gia đình nạn nhân có người tử vong trong vụ hỏa hoạn và đến hiện trường kiểm tra quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến 32 người tử vong và 17 người bị thương.